xong rồi tí anh cháu mình lại đi làm thêm là công việc khác không nhỉ? Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào các bác các chị nha. Vậy thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu để mà đi vào là xem những cái chỗ gì mà cần làm đấy các bác. Thì cháu Lực sẽ cùng ông làm ở cái video mà trước thì các bác cũng theo dõi được rằng là mấy em thợ cũng đã đi vào và đo cửa rồi và ông hốt đi xong rồi để cháu mấy em thợ cũng đã đi vào và đo cửa rồi và đằng sau nhà này các bác này thì cũng được là thêm người hai chị là người Thúy giúp đỡ thì sau này sẽ làm thêm vào cái máng ở đây nữa. Sau này làm một cái máng thì là đặt một cái thùng ở bên kia không nhỉ? Đấy. Đặt một cái thùng để hướng nước mưa ấy. Rồi để cháu đẩy đi đã. Cái này để đâu không? Để cho, hôm nay ông có đủ ấy. Vâng. Thế vừa rồi ông là làm trước là cháu Lực từ cô bác này. Đấy. Chỗ này thì hai xe phù vào thì có mỗi một xe phù thôi. Ông thì sẽ hốt vào. Ông sẽ là người mà lấy đi. Cái cột này không dám lấy ra đâu nhỉ? Dạ, thế là ông bây là ông xem là hôm nào bỏ được cột ông bỏ hết ra luôn nhé. Sau một cái thời gian mà mấy anh em thợ đi vào và thực hiện thì hiện tại ngôi nhà của ông thì đã hoàn thiện đúng không ạ? Đằng sau này thì là trừ ra tầm độ là 1 mét thôi cũng được. Thì là khi mà nước mưa là nó rơi xuống thì nó rơi ở phần xuống cái phần tản ly của bác này, chân tản ly này. Ông ăn gì chưa? Ông ăn gì chưa? Ừ. Thế đi một tí nữa. Ông cháu mình ăn sâu nhá. Làm đấy ông ạ. Đấy. Có những cái phần nhá. Ra bên này xong thì sau này là ông định làm hồ sâu còn mà phía bên này hiện tại là đang lấp đất thì nào xong rồi mấy nữa ông sẽ làm việc khác. Có ở đây có sa beng có sa beng sọc đây. Chỗ này là sau này là ông hết đi ông nhỉ? Chỗ này có đào ra không không? Chỗ này đào có nên thức số đó. Vâng. Cái đào để ra để đấy đào số. À. Cái số đất này là nó gồm là đất cát đấy cô bác. Thì ra là khi mà có mưa về nó cứ bị mòn này. Như ở chỗ này này cô bác này. Chỗ này là không phải là bị sạt đâu ông nhỉ? Nó bị mòn đấy, nó chảy theo cái mạch nước ấy. Nước nó mòn, nó đi rồi. Thấy nó nhiều sâu, nó thì ra. Đằng sau nó lực gì chỗ này là trước kia là có một cái mạch nước mà nó chảy các bác, nhưng mà bây giờ thì không chảy nước. Xe nó không xong. Cho ông đặt quá đâu, cho ông đi một chuyến. Bây giờ ông đi ra hốt bên kia để cháu. Nhìn cháu, nhìn giống như kiểu một cái máy xúc ấy nhỉ.
Cuốc này á? 100 cân đâu? Chúng mình nhiều rồi. Tí nặng quá bánh xe nó không đi được. Cũng xong rồi. Mình muốn về để vái xe, vái xe. Nó này thì nó cũng không rộng ấy. Để nó hẹp quá thì nó cũng hẹp. Nó vừa vừa. Tại để cháu đi nhá. Cái công việc hôm nay của hai ông cháu là cả chắc là đi vào và những cái chuyện là cả đất này ra đây cô bác mệt quá sắp không nói được rồi, sắp không nói ra hơi. Tao đi nhà thế này xong rồi đi ăn là được rồi không nhỉ? Cà phường không? Hôm nay thì đi xuống thì cũng không ăn sáng đi nhà không các bác ạ. Chỉ có là mua mì tôm thôi. Không biết là ông cũng không ăn. Thế là mấy ông cháu là cùng nhau ăn luôn. Mười giờ đấy ông ạ, bây giờ ấy. Đây là độ này tầm độ 20 xe rùa là lúc đấy là trong dạ dày là không có cái gì nữa, không có khác là hết luôn. Xe rùa này để mà xe đầy quá đi xăm nó bị thủng nó thành ra là cũng không có, không đẩy được. Chỗ này là hiện tại là hot cái phần đất mà nó bị sạt xuống rồi các bác ạ. Xẻ cuốc này là trước cháu mua xuống ấy nhỉ? Trước cháu mua là mấy cái xẻ đâu nhỉ? Có hai cái xẻ. Thêm mà hai cuốc sao nhỉ? Có thì có đi đâu? Mua cuốc này là cháu mua cuốc vừa vừa, cháu mua cuốc to. Cái cuốc này 100.000 không? Thế một cái cuốc này thì mua xong dùng được bao nhiêu năm không? Có 4 năm không? Có 4 năm không? Cũng vừa bảo là được bao nhiêu năm ấy? Có 4 năm. À. Cái cuốc to này cũng vui lắm, rất vui hiểu đấy. Cái cuốc này nói thêm nhỉ? Cái cuốc này nếu mà nó dùng của bác thì nó bị mòn ở cái phần đấy là cắt ra xong lại đi hàn vào. Xẻ có vẻ là không được mấy. Được chưa đây, không sợ bị xẻ.
đất này toàn đám, toàn là cái đá khối thôi. Vâng. Thế phần đất ở mặt trên nó trôi đi hết rồi không nhỉ? Còn bây giờ thì còn mới là cái phần cát rồi nữa thôi. Tại vì trước là đào xuống là khá sâu đấy các bác ạ. Trước này nhà của ông là có ở trên này thôi. Có những hôm mà cháu Lực không đi xuống nữa các bác, thì ông thì cũng ở nhà là tự làm. Và hôm trước thì ông có đi làm thuê đâu các bác, có mấy thợ đang làm thì có Lực có và nói với ông là một chút. Thì cháu ông là tại thời gian này đang cả làm nhà thì ông vẫn đi làm thuê lại, vẫn đi làm thuê lại các bác ạ. Vì rằng là đi nếu mà đi làm thuê thì ở nhà là không có ở nhà, thành ra là những ở nhà không phủ. Đây là số mà cái bể phốt đấy các bác, cái bể phốt này thì có thể là lấp đất hoặc là kín lên hết được, không sao cả. Bể phốt như nếu ở tầm thành phố thì tầm độ 1 hay là 5 năm người ta hút một lần. Ở trên này thì có hai ông cháu thì không biết là bao giờ nó cần để hút được không. Cái này nếu mà thì đất mà không lấp thì cũng khá là cao đấy các bác ạ. Tại đất thì đang lấp đâu đó tầm độ là gần 50 phân. Bây giờ thì cũng có là đâu đó là được tầm là 20-30 cm rồi đấy. Có thể phát ra không kia nhé. Cái này thì lâu quá thì ra nó cũng tấp. Cái cứng nó lật ông này. Cho ông này đẩy xe vào. Cháu mới chắc độ tầm 10 cm cũng nghỉ chỗ này không nhỉ? Biết rồi.
nó bằng ở bên kia không nhỉ? Cái con hết một hồi hộp đấy không? Thế thôi, đợi tí nào. Thôi phải nó phẳng, phải thêm 2 phạt xe nữa. Mày vào cái công việc là thời gian nó bé hôm nay không ạ? Không có trình mà lúc đang luyện hơn đấy, cứ xem là đến nhà của ông có công việc gì ấy thì sẽ phải làm trước. Giờ thì đợi cửa lát thì chắc nó phải tầm 1 tuần. Sau này trời mưa nó mới mòn xuống thế này. Không à, con này sau khi mà có cái phần đất nó xong các bác nhìn thấy là rất là cao. Thế các bác là đứng nhìn ông làm một chút các bác nhé. Và công việc của các bác thì là sẽ là đẩy xe dù.
thêm xe đâu nhỉ? Bây giờ một xe đâu cào cào ấy, cào hết cái phần đó tôi đi. Phần móng ở trên này là trước kia là làm mà nổi đó, là không phải làm chìm đâu. Bây giờ là nếu mà để mà cào hết cái phần đất là đủ cái kích thước là ban đầu của nó ấy, là phải xuống đó tương độ là 30 phân nữa. Thì cái móng này trước là không phải làm đào dưới đất mà là nó nổi lên trên đấy. Cái nhà của ông thì là làm nó cao hơn, thì các bác cứ xem là làm hai cái bậc thang thì nó mới lên đến cái sàn nhà. Để hết luôn nhé, làm một xe cuối cùng nha. Chỗ này là sau này mà cái phần nước ở trên kia chảy xuống nó không bị rớt đây nữa, là cái máng chảy ra bên kia rồi. Đó, ông cho ông hướng nước ở bên kia, được chưa ông? Ông lấy đồ về nha. Sau cái thời gian thì chuẩn bị ra khung ông là hót lại rồi các bác, làm lại cho nó về cái hình dạng là ban đầu rồi. Bây giờ thì cũng khá là đói rồi, chắc là khung ông đi rửa tay chân xong rồi đi nấu cái tôm ăn đây không nhỉ? Ừ. Cháu có một cả thêm trứng không? Tay đang là dính thì cháu với ông à, dọn mấy chỗ kia, mấy cái chỗ mặt đá kia ra đổ đổ cái này cho ông nhỉ, ở đây nhỉ, cái phần đất đạn, cái gạch vỡ này, cái bao này là trước là ông không nối đốt đi không ạ, dùng lại để mà nó làm cái bạc đấy. Dự định đang nghỉ thôi các bác ạ. Đấy, nhưng mà chân tay hiện tại đang lúng là bùn đất rồi, cho nên là sẽ đi làm thêm là một chút nữa rồi một tí ra nghỉ ăn để cho nó cuối luôn.
thì ăn xong là ăn chơi là còn ăn thì còn dừng lại lâu nhất tầm 12 dưới ăn là gì rồi. Phía bên kia nhìn vào thì trong ngôi nhà nó rất là không được cân bằng chút nào. Thế này thì những cái cuối kia có được không? Bên kia. Đây là cùng với cháu bảo phía kia này này thì đúng ngay chưa? Đây có cái viên gạch thôi. Đây là chất đóng cái gì không nhỉ? Cái này là cái chân của cái toilet đấy. Mình nhớ ra. Xe rùa thì nhanh hơn mà thôi, có mỗi một cái xe rùa thôi. Thực ra là ở cái tốc độ làm việc nó sẽ hơi chậm một chút. Cái gạch này là cái gì của đây này thì đào nữa vẫn còn là sử dụng để làm thêm một công việc khác của bác ạ.
cái loại mà xi nó bị vỡ này, không được cái gì nó vứt đi không. Đấy, nhưng mà đây thì nếu mà như là có các bác theo dõi trên kênh thì đang bảo là cái này là nó không bị vỡ lãng phí đấy, thì sẽ không bị lãng phí chút nào các bác nhé. Nó xay hơi khó một chút thôi. Mình biết thay đổi thì là có được cái bị xoa các bác, thấy ra là rất là khó chịu, rất là như thế. Cái vỏ bao cân đều cần thể đốt đâu ạ, nào không gom nó đốt. Một cái máng sau cũng được đâu nhỉ. Đây là cuối cùng rồi các bạn ạ.
hai ông cháu là chỉ có đi vào và dọn dẹp nhà cửa thêm một chút các bác. Không biết là bây giờ các bác đã triển khai nhìn thấy thì nhìn xong là phát hoảng lên chưa? Chỗ đây là tôi rất phải hạ xuống đâu nhỉ? Đến chân đến đây thôi, nó hỏng lên đây. Kia thì ông làm cái đánh nước. Làm mình đánh nước là nước ở phía bên kia sau sẽ nhìn ra bên này. Rồi ông cháu là đi rửa tay thôi bác, xong là đi nấu gì ăn thôi, là khá là đói rồi. Ông rửa tay đi ông, xong là ông đi đun nước ông nhá, thì cháu đi hái thêm một ít rau dớn này, rau dớn rừng này, cái này thì có một loại quả nữa rồi, rất là đặc biệt. Cái quả này thì phải ăn được không bác ạ? Quả này, quả này cái quả thông này gọi là quả gì ông biết không? Không biết tính đồng thôi nhỉ? Đây này các bác này, nó tạo thành dây dây ấy, có những quả chín này. Có ăn được không ông? Ăn được không? Ông nọ thì thấy là bé mạnh cũng hái để ăn đấy. Thử một quả. Bên trong này thì không khác gì là cái quả dưa chuột hả các bác ạ? Tôi lại không quen, không thích ăn đâu. Ngọt ngọt cái gì ạ? Đây ông à, cái món nghiện của ông bác này. Nghiện gì không nghiện đến lúc nào. Bây giờ với ông là lại tiếp tục là phân chia công việc là vẫn được xem đi hái thêm một chút rau dại. Ông là đi cắm nước ông nhé. Một tí nữa thì tới lại tiếp tục là ghi hình sâu các bác ạ. Cũng khá là mệt thôi. Thưa bác, hiện tại thì là mấy ông cháu thì cũng đã nấu xong mì tôm rồi. Hiện tại thì chỗ này là chưa có ghế của bác. Nếu mà có ghế thì là còn ngồi ở đây được các bác này. Đây là hai gói là của ông đúng không? Đây, của ông với lại là của bạn quay phim của bác. Đây, chắc là ông cháu mình ngồi ở dưới này thôi ông nhỉ? Này không có ghế. Này không có ghế thì của bạn quay phim thì sẽ sau. Bát của ông ấy lấy đi ông. Ông bát nào ấy? Bát này. Nhưng mà bát này là bát mấy gói đây? Hai gói. Hai gói là đây chứ? Vâng, đây là hai gói mà. Đây là cũng hai gói à? Đây, hai gói dưới. Ủa, thế cháu ăn, ông ăn hai gói dưới đi. Đây, bát này để cháu. Cháu có ăn đây? Không, để cháu ăn bát này thôi. Cháu ăn bát nhỏ hơn thôi, ông bát to hơn. Từ từ để cháu quét qua đây một tí, ông cháu mới ngồi đây nhỉ? Trời, không biết là đi đâu rồi ông? À, đây có quả ớt đây không? Ôi ôi, cái quả ớt này đúng là ớt ra khổng lồ này các bác này, thấy không? Ông thì không ăn đâu. Ông không ăn là thế, để đây tí cho bạn nào quay phim. Hôm nay hai ông cháu mới ngồi sàn luôn đúng không nhá? Ông lấy bát của ông đi. Thôi cháu lấy bát nhỏ thôi. Cháu ăn được gói nãy cháu bảo là ăn gói dưới thôi nhưng mà pha nhiều quá. Thêm là một gói một bát của em quay phim nữa. Nay thì mấy ông cháu là ngồi tạm ở trên gạch thôi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì sẽ mời quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy ông cháu là ăn ăn trưa các bác nhá, gọi là ăn trưa thôi. Ăn chỉ ăn cơm. Cháu bảo ăn cơm ăn mì thôi. Ôi, ông đừng để trứng cho cháu nữa, rồi rồi. Đấy, hôm nay là vừa rồi là lấy xuống làm mấy quả trứng ấy các bác, 6 hay 8 quả ấy, 8 quả trứng với lại là mỗi người là 2 gói mì tôm thì cũng no say rồi. Đấy. Ông cứ để tạm ở đây đó, xong rồi tí nữa mình quét đi ông, nhà mình lâu ấy. Đấy. Các bác thông cảm một chút đi. Đấy, còn thêm cả rau dớn nữa các bác này. Đấy. Đấy, mì tôm là kèm thêm cả rau dớn xanh xanh nữa. Ăn tí rau cho nó xanh xanh ruột. Mì tôm xong rồi tí anh cháu mình lại đi làm thêm là công việc khác ông nhỉ? Đấy, xin mời các bác nhé. Chủ nhà ông là
các bác thì ăn cơm nhá. Cũng như ông là thường có lần thì ăn cơm, có lần thì ăn mì tôm quá. Ở đây là mì tôm này là cái món mà đối với lại là khi mà lúc mà mình bận việc cái cô bác ăn nó rất là nhanh. Mà vì mấy ông cháu không nấu được cơm nữa cô bác ạ. Đây tính ra là mấy ông cháu mình gọi là ăn sáng thôi không ạ? Vâng, sáng mà không chịu ăn gì. Ăn sáng lúc 12 giờ trưa quá. Thành ra ăn cơm mất rồi. Cái rau dớn này là ăn làm mì tôm rất là hợp ông ạ nhỉ. Cái rau dớn này có phải trồng không? Trồng khác có. Nó khác có à? Cái rau dớn này để mà làm nộm cũng tuyệt vời đấy ông ạ nhỉ. Ở dưới khu nhà ông này là hầu như là rau dớn thì có rất là nhiều quá. Công việc của hôm nay mấy ông cháu thì dọn dẹp lại xung quanh nhà cửa một chút cô bác. Và cái phần cửa này thì ít nhất là phải tầm độ một tháng, à lộn, một tuần cô bác ạ. À, một tuần thì mấy anh em thợ mới hoàn thiện là phần cửa. Trong lúc mà đi vào và mấy em chờ đợi lắp cửa thì cháu Lực sẽ hoàn thiện là cái phần sơn trước, hoàn thiện là cái phần sơn nhà trước rồi thì lắp cửa sau. Và bây giờ thì để mì tôm một tí lại là em quay phim lại của em lại chưa hết rồi. Của em thì gọi là hiện tại là đang một bát này cô bác này, đây, nó trương lên một bát to rồi thì cháu Lực sẽ không xin phép là không ghi hình nữa và kết thúc cái video này đây thôi bác. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Xin chào các bác, các chị.